Trong những ngày dịch bệnh COVID-19 đang hết sức phức tạp, nhiều địa phương đang phải áp dụng biện pháp giãn cách xã hội mạnh tay. Thế nhưng không hiểu tại sao vẫn có rất nhiều đối tượng tụ tập ăn chơi, nhậu nhẹt và bài bạc bất chấp pháp luật. Đơn cử là mới đây, vào chiều ngày 11 tháng 7 năm 2021, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bến Tre đã tạm giữ 29 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu tại thị trấn Mỏ Cày Nam, huyện Mỏ Cày Nam. Đáng nói là trong số này có rất nhiều quý bà tham gia thưa quý vị. Theo đó, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, hàng chục trinh sát bất ngờ bao vây ập vào bãi đất trống tại căn nhà ở thị trấn Mỏ Cày Nam, huyện Mỏ Cày Nam, phát hiện hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt. Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng tung cửa tháo chạy ra vườn phía sau nhà hòng chạy trốn nhưng đã bị khống chế. Trong đó có nhiều quý bà cùng tụ tập đánh bạc. Tại hiện trường, lực lượng công an đã bắt giữ được 29 đối tượng tham gia, tạm giữ một bộ lắc tài xỉu, 29 điện thoại di động, 29 xe mô tô và số tiền hơn 300 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ.